sau khi về thì bọn em cũng hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo, và cũng thay mặt cho các anh chị em trong cái dự án Hành Trình Của Trái Tim thì cũng để tặng thông qua hai MC để tặng chương trình, và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chị anh kia chưa có vợ à? Lúc này em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm, chưa có gia đình. Là em chưa có người yêu. Vâng, chưa luôn. Vì bây giờ bọn em là thứ như là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Em nhiệt tình hơn, em nhiều công đi nhậu 2 giờ mày đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ủa sao mày phải nhân giống vội chồng mày, xong chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn. Thế em cầm cái gì trên tay? Dạ vâng, hôm nay nhân cái cơ hội gặp mà hai MC ở đây thì lời đầu tiên thì em xin thay mặt cho cái cộng đồng nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài xin cảm ơn các MC vì cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận vì những cái chương trình truyền hình rồi những cái tiểu phẩm của anh chị đã góp phần làm cho cái cuộc sống của bên em trong những cái ngày tháng mà lao động vất vả thì có thêm một cái món ăn tinh thần để mà cuộc sống nó bớt đi những cái nỗi nhớ quê hương. Em thì có một thời gian dài vậy sống và làm việc tại Angola. Xa quá hả? Angola. Trên tay đây mọi người rất là quen thuộc, đây là cái mô biểu tượng mô hình cột mốc Trường Sa. Và nó cũng chính là cái điểm đến, điểm kết tinh, điểm gặp gỡ nhân duyên của hai vợ chồng em. Và sau khi về thì bọn em cũng hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và cũng thay mặt cho các anh chị em trong cái dự án Hành Trình Của Trái Tim thì cũng để tặng thông qua hai MC để tặng chương trình, và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Cảm ơn rồi. Em cảm ơn chị. Xin rồi, chị đại diện chị nhận đi. Rồi, em xin rồi, chị cảm ơn em. Chào chị. Dạ vâng ạ. Cảm ơn món quà rất ý nghĩa này của hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính thức của chương trình Vợ Chồng Son. Vâng. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin phép được giới thiệu trước. Tôi tên là Lê Hồng Quân, hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông. Cái công ty của tôi thì cũng lấy cái tên nó cũng gắn với biển đảo, đó là Hoàng Trường Media. Anh Quân bao nhiêu tuổi? Hiện nay đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì em 43 tuổi. 43. Vâng. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ. Em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại, chuyên biệt về đối ngoại, tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng đưa tin về người Việt Nam nước ngoài, cho nên đây là vừa là nhân vật, vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em. Chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không? Mà dạ. Tại Trường Sa đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà lúc đó là Quân đi đâu ra Trường Sa? Em thì được đại diện cho kiều bào của Angola để đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa, và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam. Và bên báo em thì biết được cái thông tin đó cho nên là cử em đi. Rất nhiều lần lỡ hẹn với Trường Sa, thì cái năm đó em được cử đi công tác, thì đi chung chuyến tàu với ông này. Khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay, có những cái nhân vật tốt. Nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba đại biểu ở châu Phi, thì đều là ba anh nam cả. Bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật. Thì sau khi mình đã check xong, gọi là có tư liệu về cái nhân vật này, thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị, thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt, xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị anh kia chưa có vợ à? Lúc này em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Là em chưa. Chưa có người yêu? Vâng, chưa luôn. Thế là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu. Mua liền đúng không? Có mục tiêu, thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Chứ còn em thì sao, lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào? Cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi, cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại, tại vì là cũng thời gian đầu thì cũng chưa đứng trước đám đông nhiều, thế nên là thấy nhà báo đến là có tránh. Bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy thì Cẩm Lai đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái tự tin hơn, và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó, thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập. Nói chung là nó cũng khó tả lắm, nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng, nói chuyện thì rất là dễ mến, nói chung là có cảm tình đó. Và có cảm tình. Sau đó thì các bạn là đi trong suốt cái chuyến đó thì bao lâu?
thông thường ạ, mỗi chuyến mà đi Trường Sa thì là sẽ đi từ khoảng 9 đến 10 ngày. Wow, như vậy là 10 ngày. Tức là mà nhau. Cái 10 ngày đó nó lại có những, thực ra nó lại có với những các anh chị mà bận rộn á, thì sẽ rất là khó, nhưng đối với bọn em thì với hai là với người mà có mục tiêu như em thì nó lại rất thuận lợi, vì 10 ngày đấy gần như là sẽ không có sóng, không có một phương tiện nào liên lạc với bất cứ người thứ ba. Là chỉ có gặp nói mà nói thôi. Đúng rồi. Chỉ có gặp tức là giao tiếp bằng cái phương thức như ngày xưa luôn ạ, chào và muốn gọi cái gì thì phải lên cái loa của sở chỉ huy á. Là sẽ gọi là chị like lên phòng 501 có cán bộ gặp, hoặc là anh Quân lên này gặp. Thế thành ra vì em lại được phân công vào cái tổ phóng viên ở trên tàu, là cuối một buổi hành trình thì bọn em sẽ cập nhật các thông tin ở đảo. Bình thường ở ngoài như này giọng của em rất là chua, nhưng mà khi mà vào phát thanh và phát sóng các thứ thì trông nó cũng dịu dàng lắm, mà nó sẽ khác. Thế xong khi mà em bước ra khỏi cái phòng thu ấy thì anh ấy bảo là này em, anh hỏi tí là lúc nãy em vừa phát sóng ở trên đấy. Vâng em. Không tin hả? Không tin. Thế xong rồi ông này ông nhượng là lúc ý là kiểu là rất là hâm mộ cái người ở trên sóng, nhưng mà nhìn thực tế thì kiểu hơi sốc nhiệt. Sao đó? Em sao lại vợ em lại sốc nhiệt? Nhìn vợ em rất là duyên dáng luôn. Đúng ạ. Vợ em thì có thể là lúc đấy mình không có tỏ bày cái cảm xúc của mình, là mình ai đi nói duyên dáng chưa chi đã khen mình cũng bình thường thôi. Nhiều khi nó chỉ làm một cái cảm giác dễ mến rồi thân thuộc rồi gần gũi hơn. Em thì có cái thời gian dài cuộc sống ở nước ngoài, nhiều khi sống độc lập một mình, em có bạn gái bên đó. Trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói thẳng với Lai, nghĩa là anh đã từng có người yêu. Hiện em đã có người yêu. Tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó sắp thế nọ, nó sắp chia tay, nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà xử lý chưa có kết thúc hết. Thực ra là khi mà anh Quân anh có bảo là anh có bạn gái rồi, tại vì khi về đất liền á thì cũng có rất nhiều cuộc gọi tới tấp thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó. Nghe em bảo là anh có bạn gái thì anh đã lấy đâu. Thế em bảo thế có kế hoạch kết hôn không, bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Em bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. em rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh ba phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Anh không nên đi tìm một phương án khác, vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài, làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mặc dù thời điểm đó em không hề biết, nghĩ là Việt Kiều đó, nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào, gia đình như thế nào, tiền có không, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư, tức là không có một cái gì thông tin nhá. Nhưng em nói luôn ngay khi về đất liền, nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi, về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời, coi như là mình gặp nhau thế vui vui. Còn nếu không thì thôi, quay lấy em cảm ơn. Đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa, lại mất 5 năm, mất 3 năm. Nó bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này? Khoảng độ là 9 tháng. Vậy cũng lâu rồi. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. Em lại xong cái chuyến này đi. Xong là một thời gian là đi qua bạn. Xong em lại đi, tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái cuộc sống và những phần đời còn lại của mình. Và mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc, và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy, đúng không? Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không? Gia đình bên em thì em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều. Không dẫn về một ngày nào. Không dẫn trước luôn. Khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về, và em không biết nhà ông to, to vật vã to lắm thì luôn. Nhà ở đâu? Em mà biết thế em còn tấn công chứ. Nhà ở Cầu Giấy Hà Nội. Cầu Giấy Hà Nội. Bố mẹ em thì cũng nói, tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi. Vợ em nó nói nó trúng số. Em nghĩ là đúng là cứ đam mê á. Rồi vận may nó sẽ đến, đúng thật sự luôn ạ. Vì em 87, đồng chí này 78. Hai cái số nó đã thất bát bát thất rồi, là các cụ đã không thích. Thế sao rồi lại tuổi lại tứ hành xung. Đồng chí này thì cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh không thích em. Mẹ anh bảo là bọn mình không hợp tuổi, xung tuổi này kia. Thế em lại vẫn quan điểm cũ, em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à? Em bảo thế đấy, bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào, tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em? Thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn lo là anh còn đi vợ còn phải đi bước nữa. 40 tuổi thì anh định đi bước nữa mà mấy tuổi. Em bảo thế. Em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nếu mẹ anh đi. Nghĩa là em vẫn tự tin. Em rất tự tin ạ. Hay quá. Vâng. Em... Cuối cùng thì bây giờ sao, tình cảm của mẹ dành cho cô bé vợ này sao? Khi ở thời điểm này em đang ngồi ở đây thì em có một bạn nhỏ, bạn lớn là 32 tháng, đang học mẫu giáo, mẫu lớp mầm non. Còn một bạn nhỏ là 5 tháng, em mới sinh 5 tháng rồi ạ.
mà một mình bà cân hai đứa cho hai vợ chồng đi vào đây 3 ngày rồi. Trời ơi, vậy hả? Bà, tức là bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà năm nay 75. 75. Và trời, nữa là từ khi mà con bé đầu 8 tháng là nó ngủ với bà, và sau khi mà bạn nhỏ kia 2 tháng là cũng ngủ với bà. Một mình bà cân buổi tối hai đứa, và bây giờ là bà cân hai đứa luôn. Vâng, nhưng mà làm một trai một gái hay là như nào? Dạ, hai con gái. Hai đứa gái. Rồi. Rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không? Dạ bà ạ. Có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không? Lúc yêu không thấy là chắc chắn luôn, vì thực ra em cứ mọi người cũng thắc mắc là kiểu lớn lắm mà kiểu ý là bọn mày yêu nhau tận năm mà kiểu ý không đi nhà nghỉ á, thế nên không phát hiện ra điều này. Ôi ngáy to kinh khủng. Mà ồn là em sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng mà cũng may là mấy đứa nhỏ nó ngủ với bà đúng không? Vâng. Chứ nó ngủ với bố chắc cũng ngáy. Cũng may là em mặc dù kiên định, nhưng nếu mà có nhỡ mà kiểu lúc đang yêu mà đi nhà nghỉ mà phát hiện ra ngáy thì chắc là em cũng say quá bậy. May cho ông này ạ. Thôi nhưng mà cái ngáy đâu không phải tật xấu đâu. Vâng. Xấu lắm. Cái đó là cái nỗi khổ của người đàn ông mình. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi có thật gì nữa không? Không, thực ra là vì anh này, anh ấy rất là kiểu mô phạm với người rất là đạo mạo các thứ đó, nên là có mỗi cái tật đấy thôi. Có gia trưởng không? Không gia trưởng ạ. Vì bây giờ bọn em là thứ, nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài rất là nhiều mà đôi khi bỏ quên gia đình hay không? Lại không có luôn, mà cái đấy là em nhiệt tình hơn. Em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ ông này đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em đó. À, nhưng mà là chăm con không? Có biết chăm con không? Có chơi với con hay không? Em chỉ cần nói chi tiết này thôi nhá. Ờ, lại khen. Em sinh hai đứa mà em còn không biết cái mới sinh là có cái miếng dán bỉm á. Em cũng không biết đặt nó vào chiều nào mà ông này ông ra ông làm luôn. Là ông bố quốc dân, ông chồng quốc dân luôn. Bây giờ là nhường cho em đó, để em nói về cô bé hoang dã này đi. Vợ em thì cái công tác báo chí thì thường là làm lệch giờ và đi về khuya về tối, rồi có những cái dự án dài ngày ấy thì nói chung là mệt mỏi, thì sau này các cái bạn bè sẽ tổ chức những cái cuộc hội ngộ với nhau, thì tất nhiên là cũng có cái kéo em đi. Tại vì vợ em rất muốn em hiện diện cùng với các bạn bè. Cũng có lần thì cũng uống rất tới mà sau đó em đưa về. Vợ em thì có một cái là vợ em là các em chưa hài lòng á, ưu tú trong nghệ thuật sắp đặt tại gia đình. Chắc là nó ngược lại, tức là hơi bừa bộn đúng không? À không, em cũng không, em không định nghĩa giống anh mà nhiều khi nó phải định nghĩa không ngang nắp đúng không? Dạ, vợ em thì nhiều khi đấy cũng là có cái thói quen thời gian dài ở xa bố mẹ gia đình, và mọi thứ nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình không cảm thấy nó đúng vị trí. Trường phái trừu tượng. Trường phái trừu tượng đấy là đấy, chị thấy ông phải ông mô phạm với độ mà kẻ xấu vợ ông phải nói lòng vòng suốt ngày. Ông ấy bảo em là sao quần áo cứ để lên cái bàn làm việc của anh thế, sao quần áo cứ vứt ra đây thế, con cái nó lớn rồi thì nó học theo con gái bảo, thì anh dọn vào làm mẹ sao đâu mà có ý kiến lắm, thế là sau này là con gái học theo là tôi chết em. Chết em đấy. Em phải làm ba gấp 3 lần á, đúng không? Rồi nấu nướng, nấu ăn thì sao? Vào bếp, khi nào vào bếp thì sao? Vợ em nấu những món mà nó truyền thống thì có thể là rất ngon. Đấy là theo cái cảm giác của em. Tại vì lâu lâu vợ em mới vào, tại vì là đấy, lâu mới nấu cho một bữa. Đặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi. Như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không? Thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy của gia đình, ngon nóng sốt, rồi vợ chuẩn bị những cái thứ mà cho con cái để mà bé được trưởng thành một cách tốt, và cũng như là để đến trường mọi thứ chuẩn bị tốt chẳng hạn. Đấy, đơn giản thế thôi, đấy, không gì cả. Cô nghe không cô like? Cô có nghe không cô like? Về cô like thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không? Thực ra thì em cũng thấy mình cũng kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết rất yêu thương, chồng thì rất là đảm đang tháo vát ấy. Nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị trượt một chút. Ý đúng không? Là hơi ỉ lại một tí, là đại khái là đã có người làm hết rồi. Nhưng có những lúc nhìn lại là cũng thấy và cũng cần phải thay đổi. Thôi bây giờ anh có một cái đề nghị như thế này. Dạ. Hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì con có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không? Hay muốn thể hiện điều gì đó với vợ mình hay không? Tặng vợ mình một cái gì đó không? Dạ. Một cái gì đó bất ngờ, surprise với like. Tinh cũng được. Rồi, em không làm rồi nhé. Em xin phép hãy rồi. Chị xin phép chương trình tổng tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này, chúng ta về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, và mong muốn rằng là hai bờ vai này sẽ là nơi mà vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào, và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Đấy, bấm lên đi nào. Thực sự là em rất 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 là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. Em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận.
chắc chắn là trong quãng đường còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng bèo được phải 50 năm nữa. Thế thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn, vì phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh, không phải mình em mà có cả con, hai con nữa. Và em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục, đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chèo lái cả cái gia đình của mình. Rất là biết ơn ông nhà, cố gắng là sửa cho em thêm nữa. Không phải em sửa. Cảm ơn chương trình Quân với Đài nhé. Là Nguyễn Thị Kim Nhi, và hiện đang là chuyên trách công đoàn của tư vấn điện lực 3. Năm em 30 tuổi, ở đây là ông xã em. Em là Nguyễn Thị Hà, năm nay 34 tuổi, đang kinh doanh may mặc ở nhà. Người Bắc, người Nam, cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Tụi em biết nhau trong một buổi offline. Em là ban quản trị của một cái hội độc thân Sài Gòn. Trong cái chương trình offline đó thì có một cái chương mục là thư tình yêu. Các bạn nào để ý nhau thì sẽ viết một mảnh giấy làm quen và bỏ vào thư tình yêu đó. Và sau cùng em sẽ là người công bố cái hộp thư đó lên. Và khi mà em công bố lên thì có một lá thư dành cho em. Nickname của em là bà già Yamaha. Cái tờ giấy đó như vậy là: bà già Yamaha ơi, anh đã đổ rồi đó, em có đỡ được anh không? Sao anh lại để ý bà già Yamaha vậy? Tại vì thấy Nhi rất là nổi bật, đi lại rồi quán xuyến mọi việc, rồi mắng người nọ mắng người kia, quản trò rồi hát rồi nói cười rất là hay, nên là ấn tượng cưa luôn. Là khi về thì em lại lên mạng xem những cái thông tin của Nhi này, đọc thơ Nhi làm. Dạ, ủa Nhi thích thơ hả? Em sáng tác rất là nhiều thơ chị. Dạ. Vậy hả? Rồi sao, rồi có nhận được cái những bài thơ hay là những cái mẫu chuyện ngắn hay là những cái gì đó mà hết sức lãng mạn của anh ấy gửi cho mình không? Dạ có, biết cho em tỏ tình. Nhưng mà thật sự em cũng nghĩ là tên này định chém gió bà già. Bỏ qua em, cũng như là em không quan tâm. Qua luôn. Có một cái bài viết thứ hai thứ ba gì đấy gửi cho em với tựa đề là "Tôi thích nàng". Khi mà em đọc bài đấy em không nghĩ là mình khóc. Ồ dạ, cái bài đó sao? Bài đó viết là "Tôi thích nàng" mà, bởi vì không phải là nàng là hot girl. Tôi thích nàng vì nàng máu lửa nhiệt tình. Tôi thích nàng vì kho kinh kệ trong đầu tôi không bằng một chút từ tâm trong người nàng. Có nghĩa là vì em lên mạng thì em hoạt động từ thiện rất nhiều. Rồi sau đó thì sau khi viết mấy cái bài ấy, thì Nhi mới đồng ý đi uống cà phê. Em cũng nghĩ là cũng có một chút cơ hội rồi. Khi đến quán cà phê thì lần đầu thì Nhi cầm theo rất là nhiều sổ sách giấy tờ, rồi đến thì là gọi hai cốc cà phê rồi đưa cho cái máy tính. Em cứ ngồi gõ văn bản cho Nhi xong rồi hết giờ rồi. Ôi nhưng mà tại sao? Dạ, tại vì khi mà em đọc được cái topic của anh chàng này á, thì em nhìn vào cái hồ sơ cá nhân á, những mấy anh này đầu trọc, mặt mũi thì hầm hố, nên em kêu là không được rồi, nói như là chặn lại từ từ chứ sao. Nhưng mà mấy cái cô bạn trên mạng cứ "bà già ơi, trả lời đi, bà già ơi, đổ đi", cứ rất là ủng hộ anh này, nên em nói thôi được rồi, để già ra tay. Thế là em chấp nhận uống cà phê sau 3 lần từ chối. Thì khi mà uống cà phê thì công ty em gặp ngay cái thời điểm là hội nghị người lao động, văn bản rất là nhiều. Anh này cũng xuất thân từ công nghệ thông tin mà ra, thế là đem máy tính, đem hồ sơ tới đọc, bắt không rõ, thử coi sao. Dạ, hai lần uống cà phê đều rõ văn bản cho em, nhưng vẫn kiên trì. Vậy sao đi uống cà phê vậy, gõ không vậy trời? Dẫn thêm một cô bạn gái nữa đến là thứ ba thì khác. Em dẫn một cô em gái trên núi rất là đẹp đến gõ văn bản xong anh ấy: "đây làm gái em giới thiệu cho anh". Trời ơi, sốc vậy đó hả? Dạ. Rồi sao? Nhi là ấn tượng rồi, nên là cái cô đấy không có thể không thể nào, đúng không? Không thể nào thay thế được. Cả ba lần gõ văn bản cũng chưa có đổi chứ. Mà thường em làm từ thiện là em chỉ hoạt động một mình thôi, thì anh này ảnh tiếp xúc em bằng cách là chở em đi lấy đồ, chở em đi thu tiền, chở em đi mua những dụng cụ sinh, và một lần là đi chung với em lên trên làng dân tộc để phát quà. Thì đó hả, có kỷ niệm gì trong cái lần đó không? Một kỷ niệm là bước ngoặt trong đời em. Cái dịp đó là trao quà cho bà con dân Sơn Điền ở Di Linh. Trước khi trao quà thì tụi em có xuống suối chơi, thì em buồn ngủ, thì anh chàng mới cởi cái áo khoác ra trải lên cái bờ đá đó cho em nằm. Thì không ngờ ảnh bị một cái con ve độc cắn gần như thập tử nhất sinh. Cắn rồi sao? Cắn sao? Lúc em bị cắn em không biết. Về nhà 2 ngày thì nó nổi lên một cái vết đốt bằng đầu ngón tay. Ngày thứ 3 mới biết. Dạ. Đến ngày thứ 3 thì nó sốt cũng phải đến một tuần ấy, nó không đỡ, nó cứ cái nốt đó thì nó vẫn sưng lên. Dạ, nó không sưng, nó chỉ như là vết bỏng ấy. Lúc đó thì em biết không? Em chỉ nghe nó là anh sốt. Một tuần sau gọi điện cho anh bảo rằng là anh đi ngoài liên tục thôi, bây giờ anh cảm thấy là không ổn. Em kêu là anh tới công ty em rồi em đi làm ra, em đưa anh vào bệnh viện. Chứ mà lúc đó là đã phát hiện ra là bị cái con ve đó chưa? Dạ, chưa. Buổi sáng hôm sau á là em thấy anh cũng tỉnh táo, rồi em mới đi làm. Nhưng đến buổi trưa thì nhận được điện thoại là anh này đã xuống phòng cấp cứu rồi. Khi mà em vào phòng cấp cứu thì y tá không cho vào. Tâm trạng em rất là lo lắng, em không biết ảnh sao hết. Em xông vào luôn và em thấy anh nằm trong phòng cấp cứu là người ảnh sưng lên, mặt mũi ảnh sưng phù lên, và em ôm ảnh em khóc. Cô y tá bảo chết rồi mà khóc, khóc cái gì? Em khóc quá trời luôn. Khi ảnh mở mắt ra, ảnh nhìn em, ảnh kêu anh ổn. Anh không có sao, em yên tâm đi.
thật sự là nói không là nhất luôn. Nhưng mà lúc đó bác sĩ vẫn chưa biết là bị cái con ve đó hả? Cũng chưa chị, đến khi mà bác sĩ cởi ra thay đồ thì mới thấy cái vết đốt trên nằm trên cánh tay thì mới nói là hình như là sốt ve mò. Cái ca của ảnh là rất là hiếm ở Việt Nam, ở Đà Nẵng một ca và cái ca của ảnh như là ca thứ hai. Rồi cuối cùng rồi sao? Khi đó hình như là muộn rồi chị, suy gan suy thận tràn dịch phổi thở oxy. Trời ơi, có một lần là ảnh có nói với em khi mà mình tin vào một điều gì đó thì là cái điều đó nó sẽ thành hiện thực, giống như là có nhiều người cầu nguyện cùng một điều á thì nó sẽ tạo ra phép lạ. Thế là em vào cái chùa trong bệnh viện nhiệt đới là nó nằm sau phòng cấp cứu, em thấy các bạn chú đại bi, em vừa đọc em vừa khóc trong tâm nguyện của em là chỉ cần ông này sống thôi em sẽ lấy ông làm chồng. Khi mà em được bác sĩ thông báo là có tiến triển thì em thấy rất là vui. Em nói là lời cầu nguyện của mình là rất là linh nghiệm. Và khi mà ảnh khỏi thì em nghĩ là nếu mà tụi em có đến với nhau thì chắc là không có được baby đâu. Tại do ảnh hưởng tới thận gan thì chị Vân biết rồi đó. Đó chị cũng... Dạ. Nhưng mà may mắn là sau khi 4 tháng đám cưới thì em đã có em bé trong bụng 2 tháng. Còn nghĩ rằng làm cái này là em là được gọi là phép lạ liên tục á. Dạ. Xin chúc mừng. Cảm ơn chị. Thực sự là như thế này, thường á thì cấu trúc của cái chương trình sau khi mà hai bạn kết hôn với nhau xong thì sau đó là sẽ có những cái vấn đề gì sau hôn nhân, những cái thất vọng về nhau hay là những cái mà ngạc nhiên về nhau, thì đối với chồng của mình á, em còn mong ước ảnh một cái điều gì? Ảnh không lãng mạn ngày xưa nữa, thay đổi 360 độ luôn chị. Ảnh trong cái con ve đó sao? Ve cắn thay đổi. Khi mà đầu tiên biết về ảnh nhá, là ảnh là tôi không nàng là ánh sáng buổi chiều rồi ánh tím rồi nàng không bắt tôi hái sao trời cho nàng. Tôi biết dù con đường nàng có đi trong gai cỡ nào mà bên cạnh nàng luôn luôn có tôi thì lùm la hết. Nhưng mà bây giờ mới cảm thấy bị lừa. Có một lần anh viết trên Facebook một bài thơ và nhiều người vào like rồi bảo là chị ơi sao chị làm thơ hay vậy, anh chồng chị đọc được là anh rất là cảm động. Mình nghe mình vui quá, điện lại cho chồng ơi, chồng lên Facebook của chồng coi có ai viết thơ tình cho chồng á. Quát ngay chị, thấy một cái biết gì bỏ nhanh nhất bỏ cúp máy. Trời ơi, chị biết giọng đó là tim lên như vỡ ra, em khóc như một đứa con nít. Nhưng mà bây giờ chồng đã đọc cái bài thơ đó chưa? Dạ đọc rồi. Đọc rồi thì chồng thấy sao, còn nhảm nhí nữa không? Có nhảm nhí đâu, vẫn nhảm nhí. Chắc có lẽ là chắc chắn là một phần do lỗi của con ve rồi. Đúng rồi. Thôi bây giờ mai mốt có cái gì á thì cứ đổ lỗi tại con ve độc đó. Phía ông xã thì với một người vợ như thế này á, nếu mà giữ lại một chút lãng mạn và thi thoảng á tặng cô ấy một số bài thơ giống như là hồi đó anh đã tặng á, chị có chết đâu đúng không? Dạ, mà lại tăng thêm cái tình cảm và làm cho cô ấy ấm lòng. Thực sự là tôi rất ngưỡng mộ cái tình yêu của các bạn. Không riêng vì chị Vân mà ngay cả Quốc Thuận cũng vậy, dẫn trình và đã gặp gỡ rất nhiều cặp vợ chồng, nhưng mà đây là lần đầu tiên Thuận rất nước mắt. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Quá ấn tượng luôn. Ấn tượng ha. Cho anh coi cái hình ở bên tay phải em coi. Không, ở đằng trước. Chắc không, quay lại. Đó, chắc con trai em đúng không? Dạ đúng rồi. Yeah, ôi cưng quá à. Coi như xăm ổng lên cánh tay mình luôn á. Dạ. Tại vì từ lúc mà mới sanh ra tới thời điểm này á là ai cũng nói bé giống ba. Tới cái ngày này là ngày sinh nhật của chồng em á. Cái có người nói là bé giống mẹ, cái em chụp liền ngày hôm đó đi xăm liền. Xăm liền luôn. Ê nói nghe nè, anh hỏi trước khi vô câu chuyện nha. Em có phải làm nghề tattoo không? Dạ đúng rồi. Tattoo chứ đúng không? Tattoo. Tattoo chứ tattoo vậy? Ai biết mình đọc là tattoo mà. Tattoo. Tattoo á. Dạ. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Em xin chào hai anh chị ạ. Em tên là Quốc Trí. Hiện tại em đang 26 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Trời ơi, Trí có 26 tuổi thôi đó hả? Dạ. Trời ơi, nhìn cái gì? Nhìn cứng cỏi, cứng nhìn cứng bạn này rắn rỏi cứng cỏi quá. Mồi so với lứa tuổi thì coi như là bạn hơn, có thể là nhìn rất hơi là lớn hơn. Ồ đúng rồi đó. Dạ. Hơi lớn hơn với số tuổi, tại vì 26 là non nớt lắm. Dạ. Trẻ quá, trẻ là em non nớt sao mà cái tuổi nó trẻ quá vậy đó. Rồi còn em? Dạ em tên là Phương Thi, nay 23 tuổi. Phương Thi 23 tuổi hả? Trời sao hai đứa đứa nào nhỏ xíu vậy trời. Dạ tụi em còn nhỏ á. 23 tuổi mà con được mấy tuổi rồi? Dạ con gần 2 tuổi. Trời đất ơi. 21 tuổi đẻ. 21 tuổi có bầu đẻ rồi. Ừ. Vậy là có bầu từ năm 20. 20 tuổi. Dạ đâu, em có bầu năm 21 tuổi, đẻ năm 21 tuổi luôn. Trọn năm đó ha. Chắc đẻ tháng 12. Dạ đúng rồi. Đúng không? Trời ơi. Rồi. Như vậy là về
chưa được tận hưởng gì về thú ăn chơi rồi đi du lịch đó đây rồi này kia nọ đúng không? Dạ chưa đi du lịch thôi chứ thú ăn chơi thì chắc là tận hưởng rồi. À. Chơi là dạ thú ăn chơi chắc kịp tận hưởng rồi. Tại vì nếu mà bạn gọi là bạn con mà được 2 tuổi thì đúng cái thời điểm mà dịch bệnh đó đúng rồi. Nhấp nhá nhấp nhỏ mà đâu có đi du lịch được đúng không? Dạ. Đâu bị kẹt cứng hết luôn đúng không? Rồi bây giờ cho anh biết coi cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và yêu nhau rồi cưới nhau. Dạ thì chắc để em kể trước nha. Và lúc đó là vào năm 2017, lúc đó là em có chơi một cái nhóm nhạc ở với những người thân với nhau thôi, kiểu bạn bè thôi. Thì bữa đó tụi em kiểu làm một cái show thì tụi em có mời nhiều người tới. Thì vô tình Ti vợ em là khán giả trong buổi show đó. Thì sau đợt đó lúc mà tụi em diễn xong á thì buổi tối tụi em có đi ăn uống với nhau. Thì lúc mà em ăn uống lúc đó em mới gặp được vợ em. Nhưng mà em chơi trong vị trí nào? Em lúc vào trong nhóm nhạc đó thì em đang đứng cái hậu kỳ đó là xử lý âm thanh cho nhóm rồi. Vậy là cách đây mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. 4 năm. Gần 5 năm. Dạ. Lúc em 19 tuổi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là đêm đó là các bạn coi như là con bé này á là nó không có biết cái gì luôn á, là biết một mình cậu bé này thôi à. Chưa biết à, để phan chút mình hỏi vô đó. Đó. Đó, nghĩa là có nghĩa là gặp nhau trong cái đêm đó hay là gặp nhau là sau, có nghĩa là gặp nhau trong đêm diễn trong, hay là sau trong, đêm diễn trong đêm diễn luôn trong đêm diễn là đã gặp rồi, sau đêm diễn là đi ăn, sau đêm diễn là đi ăn. Ủa tại sao coi xong không đi về nhà mà đi ăn? Dạ thật ra thì cái show diễn là show diễn nhạc rap á. Mà em không có thích nghe nhạc rap. Mà đi với tâm trạng là bất đắc dĩ. Em có một người bạn thân á, bạn con gái bạn thân. Thì người bạn đó được một bạn khác trong nhóm của chồng em mời. Rồi em nói là không, em không thích nghe nhạc rap, em không đi. Bạn em thì kiểu không đi, đi một mình, không bao giờ nó đi một mình. Nó bắt buộc nó phải theo em theo cho nên là vì thương bạn mà đi. Dạ, vì thương không? Bạn mà đi thôi. Nếu mà không thương là dễ gì gặp ông này. Dạ. Bây giờ thích rap chưa? Dạ chưa. Trời xong coi rap Việt. Dạ không, cái chương trình này em không coi luôn. Vậy đó hả? Nhìn cái hình nền đó nhìn rap. Hình nền thì rất là rap luôn á. Mà ở trong tâm hồn chắc có lẽ là bolero. Đúng không? Cái dòng tâm hồn em là EDM. EDM, dòng dữ luôn á nha. Dữ lắm á. Rồi đêm đó làm sao nè? Dạ thì xong rồi em chỉ mong cho hết show rồi đi về lẹ thôi chứ mình rồi. Không có thích đâu. Vậy thì hết show tại sao không đi về mà lại đi ăn? Dạ lúc mà hết show em ra khỏi cửa em đứng đó em chờ bạn. Cái bạn em ở trong nói chuyện với lại người khác trong nhóm của ảnh á. Cái lúc bạn đi ra cái ok đi về cái xong cái tự nhiên lúc đó em đổi ý. Tự nhiên lúc đó đổi ý. Đổi ý. Hay là đổi ý là do đói bụng hay là do gặp bạn này hay là do một lý do gì đó. Khác? Dạ là lúc đó là cái người bạn mà rủ bạn thân của em đi ra nói là thôi hai em đi ăn chung với nhóm tụi anh đi. Show cũng thành công mỹ mãn rồi. Xong rồi cái em thấy bạn đó cũng dễ thương dễ mến quá cái em gật đầu cái em đổi ý luôn. Là vì cái bạn kia. Dạ. Đúng không chứ không phải vì bạn này. Rồi ra đi ăn thì mới gặp bạn này. Dạ, đúng hai bạn mới gặp nhau mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau. Dạ, đúng chưa, không? Dạ, chưa lúc đó chưa nói chuyện luôn. Chưa nói chuyện luôn. Nhưng mà cái cảm giác của em lúc mà khi đi ăn mà gặp bạn vợ này thì lúc đó là em đã để ý chưa hay là như thế nào, bạn này lúc đó ra làm sao? Dạ. Thì lúc mà ngồi trên bàn ăn lúc đó em mới để ý vợ em. Thì đó tại sao em lại để ý? Cái thứ nhất là trong bàn ăn đó thì chỉ có vợ em với lại bạn của vợ em là hai đứa con gái duy nhất trong bàn thôi. Dạ. Tại sao không để ý bạn của vợ em mà đi để ý vợ em? Tại ban đầu thấy cô này make up đậm. Sao do make up đậm hả? Dạ, make up đậm. Rồi còn gì đặc biệt nữa không? Ví dụ như là mình dây hay là cắn trẻ? Không, lúc đó vợ em kiểu hơi mũm mĩm một xíu. Mũm mĩm hơn bây giờ không? Không, bây giờ là ốm rồi anh. Hồi đó gu của em là mũm mĩm hay là mình dây? Nếu nói về gu thì em thấy cân đối là được. Chỉ là lúc đó em thấy vợ em kiểu khá là lạ. Kiểu xấu lạ. Xấu lạ. Kiểu ba rội là được rồi đúng không? Ở thời điểm đó là em 70kg rồi. 70kg là dữ lắm á nha. Rồi sau đó thì sao nè? Khi chuyện nào xảy ra, bắt đầu là nói chuyện sau đêm đó thì chuyện gì xảy ra giữa hai người để thì mà lúc, đi lúc đến rồi. Đến cái kết luận này là vợ chồng đây. Dạ. Thì lúc mà ngồi trong bàn ăn á thì em cũng không có để ý gì nhiều, không kể như là ngồi ăn tại em bị dị ứng với đồ cay em không ăn cay được. Thì mà quán ốc đó mấy bạn nó toàn kêu món cay không à. Ốc là thường là cay không à. Em không ăn được, em với con nhỏ bạn ngồi xem không, ngồi ngó, ngồi chơi, ngồi bấm điện thoại. Cái chồng em từ phía dưới bàn đi lên trên đầu bàn chỗ tụi em ngồi. Cái nói là ủa sao em không ăn gì hết vậy? Chồng em hỏi em vậy đó. Cái em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được. Cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc liếm giả bộ cái hết cây rồi em ăn đi. Trời ơi cái ấn tượng quá, cái ấn tượng đầu tiên của ông là ở đó không liếm giả bộ, liếm giả bộ, liếm giả bộ hả? Cái giả bộ nó mới dễ thương. Cầm lên nè. Em ăn đi hết cây rồi. Rồi sao lúc đó em phản ứng sao?
thì đương nhiên là em cũng từ chối rồi, kêu thôi em không ăn, em không mặc, em không thích ăn bạch tuộc. Mặc dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác. Giống cái gớm. Rồi. Lúc đó thì em nghĩ trong đầu là người gì kỳ cục, chơi ráp mà sao tánh kỳ. Đâu chơi ráp đâu, chỉ âm thanh thôi mà. Không, cái lúc đó là do kiểu em giỡn thôi, kiểu chọc chọc bạn. Rồi sau đêm đó về là em có tìm hiểu gì về cô gái này không, và ngược lại? Thì sau đêm đó về thì em lên trên Facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em. Có tìm thông tin của cái cô bạn kia không? Ban đầu là em nhớ là em tìm qua Facebook của bạn thôi, cho nên là sẽ không bao cô kia. Mà tới trực tiếp bạn em luôn. Tức là ông này là ông ấn tượng với cô gái này. Chỉ có ấn tượng không? Dạ có. Có mà. Đã nói là xấu lạ mà, người ta thích là thích cái nét xấu lạ đó. Phải không? Thì người ta mới xấu lạ không? Thì đấy nè. Rồi người ta mới liếm giả bộ. Còn bạn này thì ấn tượng bạn này rất là bệnh. Tào rứa quá. Ông giỡn kỳ quá à. Có nghĩa là em tìm Facebook của cô này để mà muốn tìm hiểu xem cổ là ai và trong tình trạng như thế nào, đúng không? Rồi sao? Mất tiếng. Em nói alo vậy. Alo à? Rồi. Rồi tiếp. Rồi. Rồi thì sau khi mà em tìm kiếm được xong á, thì lúc đó là em chưa có kết bạn vội liền. Mà em mò vào kiểu trang cá nhân để mà xem lại những cái hình cũ của vợ em á. Cái lúc đó là em thả tương tác. Chơi đầu mộ. Trong khi đó thì em thì sao? Thì cái hôm đó là kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi đó, 19, 18 tuổi đó, em vẫn còn ham chơi đó. Em đi chơi đêm là chủ yếu đó. Cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về. Thì lúc mà đến lúc mà bạn trở về, cái em nói là thôi em không muốn về, em muốn đi cà phê. Muốn đi nữa? Dạ. Nít mà, 18, 19 tuổi nít mà. Lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á. Cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi. Kêu có quán. Xong cái bạn đó quay qua rủ chồng em. Xong rồi chồng em hỏi đi quán nào. Cái em kêu là đi leo, này kia, đi quán ở ngoài quận nhất. Cái xong rồi cái vô cái em nói, cái em nhìn chồng em, cái em kiểu ủa anh cũng biết quán đó nữa hả? Xong rồi cái chồng em kiểu đúng rồi anh cũng biết. Cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo không ai đi hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao không đi nữa? Tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi em con gái em đi một mình, em đi cà phê đêm vậy nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ. Các bạn chở em bèo về nhà luôn. Bạn không chở em đi nữa. Vậy đó hả? Thì ra là còn khúc này nữa. Cho nên mới khiến cho ông này ổng càng xuyến sáng là về tìm thông tin của cô này. Tức là còn cái đoạn này rất là quan trọng đó. Rồi xong rồi cái em về, cái em cũng bị ấn tượng với khúc mà bắt tay đó, kiểu ủa không quen, không biết, chưa gặp nhau lần nào, chưa có ấn tượng gì nhau, tự nhiên bắt tay mà rất là hợp gu luôn, kiểu như là khớp, không có chật một nhịp nào luôn á. Em bị ấn tượng, sau em về em tìm. Em cũng tìm Facebook luôn. Em tìm Facebook của bạn chồng. Nghĩa là cả hai về là tìm liền. Tức là chưa có kết bạn mà tìm Facebook tìm. Xong rồi thả tương tác. Ông này thả tương tác mà nhưng mà có vô Ad fan của này không? Chưa. Thả tương tác thôi. Thả tương tác thôi. Còn đó. Em có thả tương tác lại không? Dạ không. Thật ra là chồng em biết Facebook em trước. Cái lúc mà em đi tìm Facebook chồng á thì em hỏi bạn bè em á, cái bạn bè em không ai biết gì hết á, không ai tìm mà được hết. Xong cái em lên mấy cái MV của nhóm á, em xem, em pau từng đoạn lại. Cứ bấm play, bấm pau coi cái mặt nào giống với cái mặt tối hôm đó. Mà em tìm không ra. Vậy là cũng để ý dữ lắm đó. Xong rồi cái em mới hỏi bạn em là mày hỏi trong nhóm ảnh coi có ai mà đêm hôm đó mặc áo khoác đen, đội nón rồi đeo mắt kiếng nhìn tao đi. Cái xong rồi cái qua ngày hôm sau bạn nó mới chửi vào mặt em một câu. Mày có bị khùng không? Nhóm người ta mặc áo khoác nhóm, ai cũng mặc như ai hết á. Rồi nhóm người ta 10 người thì hết 8 người đeo mắt kính rồi mày tìm ai? Nó chửi vào mặt em. Xong rồi cái tới một ngày đẹp trời, cái tự nhiên là em thấy có một người thả wow vào cái ảnh đại diện cũ của mình. Xong rồi cái em kiểu là ai mà chơi kỳ cục vậy, không có ba quen biết, không có bạn chung, không có gì hết. Mà sao mà tự nhiên đi chơi đào mộ. Xong rồi cái em mới tính nhắn tin hỏi nhưng mà em thử add fan coi mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không. Cái xong rồi cái em add fan, cái chồng em trả lời liền luôn, accept chấp nhận liền. Dạ. Xong rồi cái chồng em nhắn tin qua hai em chào em nọ nơi kia kiểu. Là cái đó là cách bao lâu ở cái hôm buổi tối đi ăn đó? Dạ, cách 2 ngày. Lâu dữ. Lâu quá chị, 4 tháng tiếng. Coi như hai người đào mộ Facebook nhau tới 2 ngày á là mới kết bạn được với nhau. Có nghĩa là ông này tương tác trước nhưng mà người add fan lại là cô này. Rồi, và sau đó chắc là chuyện trò qua lại chắc nhiều đúng không? Nói chuyện xong rồi cái hôm đó chồng em có công việc gì ở dưới cộng Đồng Nai á. Cái chồng em bảo là em biết cầu Đồng Nai ở đâu không? Chứ kêu em biết, em từng đi rồi. Cái kêu mai anh có công việc ở đây, có gì em chỉ anh đi với. Xong rồi em bảo là nói vậy thôi cho em đi với. Mới nói chuyện có một ngày, cái vậy thôi cho em đi với, cho em đi chung với.
Cái qua ngày hôm sau là ngày 20, cái chồng em được chạy xe qua đón em, cái hai đứa đi cầu Đồng Nai. Xong rồi cái vòng về cái em mới nói chồng em là thôi đi về đi, em có hẹn đi ăn kem Baskin với bạn, với con nhỏ bạn thân em á. Xong rồi cái chồng em kêu thôi em hủy hẹn với nó đi, anh chở em đi luôn. Rồi em hủy hẹn với con bạn em luôn, thế là nó giận em một tuần. Là hai đứa đi ăn kem luôn đó. Ủa nhưng mà tới cầu Đồng Nai xong rồi đi về liền ha, có giải quyết công việc gì không? Dạ thật ra là lúc đó là em bán giày cho bạn á, cho nên là tới cầu Đồng Nai em đưa giày cho ta thôi. Trao giày lấy tiền là xong thôi. Ừ thôi, dạ. Rồi là bắt đầu sau đó là hai đứa chính thức là hẹn hò với nhau đúng không? Dạ cũng chưa hẳn nữa. Chưa luôn hả? Dạ chưa. Là lúc đó là tới qua lúc ăn kem á, xong rồi cái em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em. Cái chồng em kêu anh nè, cái em còn kiểu ngỡ ngàng, ủa sao không hề giống, không có hề giống cái tưởng tượng của em tí nào hết á. Em tưởng tượng trong trí nhớ của em là người đó đẹp trai, cao to, các kiểu. Sao đây nhìn nó kỳ kỳ. Xong rồi cái hồi nữa cái em hỏi chồng em là ủa vậy anh, vậy còn cái người, em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á. Vậy anh biết người đó là ai không? Cái xong rồi cái cũng anh nè. Xong rồi em kêu gì vậy trời. Một người mình tưởng tượng, mong nhớ, một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một. Ủa sao lạ vậy ta? Sao em bữa đó em có uống bia sao mà sao em lại không nhớ vậy em? Trời tối với lại đi mất anh chồng em đội nón rồi mặc áo khoác đen rồi đeo kính nữa. Có nghĩa là 10 người, hết 10 người mặc áo khoác đen đeo kính. Nên nó na ná nhau hết. Na ná nhau. Người nào cũng giống nhau. Rồi như vậy là sao cái bữa đi cầu Đồng Nai nó về bao lâu thì mới chính thức hẹn hò? Dạ một tuần. Một tuần sao? Chặt cũng lâu quá chị ơi, lâu. Lâu lắm. Tụi này nó quen nhau lâu quá. Nói chứ trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á thì hai gia đình có gọi là biết không? Bởi vì em còn nhỏ tuổi quá, thành ra là lúc mà bắt đầu có bồ á thì gia đình có biết hay không? Dạ thật ra thì tuổi còn nhỏ nhưng mà ba mẹ em đã biết em có bồ từ trước đó rồi, chả nói gì, chả không nói gì luôn. Dạ. Còn bên đây? Rồi còn bên gia đình em thì lúc đó là ba mẹ em chưa biết gì hết, em còn đang giấu. Dạ. Tại bởi vì là mẹ em kiểu hơi khó tính á, cho nên là về mấy cái chuyện yêu đương này nè, mẹ em kiểu nói là cũng hơi ngăn cản. Rồi tụi em cứ giấu thôi. Rồi tới lúc mà như là hai tháng không thì sinh nhật sau, anh á. Sau khi quen xong được có 2 tháng thì đó là tới sinh nhật của em. Thì đó là em mới nói với gia đình và dắt bạn gái em về. Thì lúc đó là mẹ em mới biết. Thì ban đầu lúc mà mẹ biết vậy, trời ơi mẹ em kiểu nóng tính lắm. Là sao mà lại nóng tính? Bạn nít mà, nít mà yêu đương gì còn, còn lý do gì nữa không? Trẻ. Cái thứ hai nữa là do vợ em kiểu có hình xăm nữa. Là hồi đó là đã xăm rồi. Dạ. Wow, tức là cưng xăm từ lúc nào? Dạ em bắt đầu xăm hình đầu tiên từ năm 2013. Là bao nhiêu tuổi? Là lúc đó hình như còn đi học luôn. Thường là các cụ nên, là chưa có cảm thông được cái hình xăm á. Cho nên là cho nên là khi mà mẹ thấy vậy rồi sau về lúc mà bạn về mẹ có nói gì với em không? Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, rồi tại sao quen, rồi lúc tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu vậy. Đó là em mới nói chuyện với mẹ, đó là mẹ đã lựa chọn con, cho nên là con kiểu rồi. Cho nên là con muốn kiểu nghe trái tim của mình. Thì khoảng một thời gian sau mẹ em vẫn chưa chấp nhận. Cho đến khi mà tụi em chính thức quen được hơn một năm thì lúc đó là mẹ em mới dịu đi cho cái việc đó là em quen với lại bạn gái em. Nhưng mà em biết là cái việc là mẹ chồng mình lúc đó là không có thiện cảm với mình không? Dạ em biết. Nhưng mà cái quan điểm của em là ta không thích thì mình làm cho người ta thích. Đó. Nhưng mà những lần sau về có dám mặc áo tay ngắn nữa không hay là mặc áo tay dài đằng che đi? Vẫn mặc quần dài, áo tay dài cho tới lúc mà có khoảng thời gian tụi em quen được 10 tháng rồi sống chung á thì lúc đó tụi em mới thoải mái ra, mới phanh phui ra hết là vậy là lỡ rồi. Nhưng mà sau này cái điều gì mà khiến cho mẹ chồng lúc đó là mẹ của bạn trai mình lúc đó là dễ chấp nhận em? Dạ tại vì một phần là do là lúc mà khoảng thời gian đó là về ở chung xong rồi mẹ chồng em cũng không có ở cùng tụi em nữa. Đó để lại cho hai đứa ở với nhau ở cái nhà của chồng em á. Bây giờ đó là cho nên là mẹ chồng em thấy em chăm lo cho chồng rồi mọi thứ ổn cho nên là giờ tụi nó quen nhau yêu thương nhau cũng đâu có cấm cản được nữa. Với lại tụi em cũng nói chuyện với các dì các bác là xin là nói là tụi con thương nhau thật chứ không phải là tình cảm chóng vánh cho nên là mới dễ dàng hơn được chút xíu. Có nghĩa là hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Dạ. Tìm hiểu nhau là mấy năm rồi mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 2 năm sau đó tụi em mới hơn cưới. Hơn 2 năm rồi mới cưới. Dạ. Nhưng mà sống chung với nhau là 10 tháng sau là về sống chung với nhau. Dạ. Quen nhau 10 tháng về sống với nhau được cỡ 3-4 tháng. Là tụi em lại sống riêng. Lại sống riêng. Ủa tại sao lại sống riêng? Giận nhau chia tay. Nhưng mà tại sao lại cưới?
để có bầu. Nhưng mà tại sao ra ở riêng rồi mà lại có bầu? Dạ, tại vì hôm đó là sinh nhật của bác ruột em á, cái bác mời. Có nghĩa là lúc đó là giận nhau không? Đang giận nhau đúng không? Lúc đó là quề rồi, giận nhau được một tháng xong cái quề, quề rồi tới sinh nhật. Nhưng mà đang ở riêng đúng không? Lúc đó đang ở riêng là em về nhà em, ảnh ở nhà ảnh. Rồi cái sinh nhật. Thế là tới sinh nhật bác cái em rủ ảnh đi ăn chung. Xong rồi cái ăn trong buổi buffet đó xong về tự nhiên cái có bầu luôn. Mày có bầu luôn. Xong rồi là bác sĩ bầu cưới. Rồi lúc mà nghe tin em có bầu vậy rồi mẹ phản ứng sao? Mẹ của hai bên phản ứng sao? Lúc mà nghe tin em có bầu á thì mẹ ba em chỉ hỏi là của ai? Của ông Chí thì cưới, của người khác thì dẹp. Vậy đó hả? Là mẹ vậy? Là ba của ba, em. Ba em. Dạ. Là nói là vậy đó hả? Dạ. Là ông là ba vợ là chắc khoái trí lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Do vợ em nói thì có vẻ là khoái thiệt. Tại vì trước khi em quen chồng em cũng quen nhiều người lắm rồi. Mà những cuộc tình nó chóng vánh lắm. Ba tháng là nhiều. Rồi những người đó ba em không ai ưng hết á. Tại vì họ cũng xăm chỗ, cũng tà lao tà lưa. Cho nên là ba em không vừa ý. Chỉ có chồng em là nhân viên văn phòng. Cho nên là ba em khoái. Đúng chuẩn của ba đó. Trí có xăm hình nào không? Em có hình nhỏ xíu trên cánh tay. Nghĩa là sau này mới xăm đúng không? Dạ. Sau này vợ xăm cho đó. Ủa rồi, nhưng mà mẹ thì sao? Lúc đó ba thì nói vậy, còn mẹ thì sao? Mẹ em thì nói là con ăn chơi cũng ăn chơi rồi, trải cũng qua cũng nhiều thứ rồi. Giờ quyết định cuộc sống là của con, mẹ không can thiệp. Nhưng mà quyết định sao thì đừng có hối hận. Đừng mà có mẹ chạy có về không? Khóc với mẹ. Mẹ có khóc không hay là dạ không? Còn mẹ có Trí thì sao? Mẹ em nói là có bầu thì sanh đi, giờ cháu ngoại là cháu mẹ, rồi mẹ chăm, mẹ giữ, mẹ thương cho. Rồi còn bên gia đình của em á thì lúc đó mẹ em chỉ hỏi ngắn gọn thôi là kêu cưới này có chắc hay chưa. Thì lúc đó em cũng tim gan em moi ra hết, em cũng trả lời thật lòng với mẹ luôn là con sẽ lựa chọn cô Thi này. Bởi vì con tin tưởng cổ và có tình cảm thật sự cho nên là hai tụi con muốn tiến tới hôn nhân. Thì lúc nghe xong thì mẹ em mới lại nói với mấy dì mấy bác để kiếm những cái khóa học đạo để cho hai tụi em để có thể là cử hôn lễ. Ê, anh thắc mắc cái này nha. Cái lý do gì mà khiến hai bạn coi như là chia tay chia nha, tay đó là mạnh ai nó ở gì, cái lý do nào mà chia tay vậy? Em nghĩ là do bởi vì tính nết của hai đứa em rất là khác nhau. Phải không? Hay còn lý do nào khác? Tại vì em mập. Là sao? Ủa, mập nhiên, liên quan tự nhiên mập liên quan đến chuyện chia tay. Thì tại vì hồi đó là lúc mà mới quen nhau cái khoảng thời gian đó em rất là mập, em 70kg là cho nên mà ảnh thì ảnh cũng 70kg luôn. Hai một nam một nữ mà bằng ký nhau vậy là nó rất là nhìn hai đứa nó cứ chênh lệch sao á, mà nó không liên quan. Nó phải có một cái tác động gì đó. Bạn bè của ảnh thì là đa số là dân thể thao rồi bóng rổ gymmer nọ này kia, cho nên khi mà thấy ảnh quen một người mập như vậy á là sẽ phản đối. Thì cái em nhớ là cái hôm đó là khoảng thời gian đó em bán quần áo, cái rồi sáng em chồng em chất đồ lên xe cho em đi bán bình thường vui vẻ. Tự nhiên cái tối hôm đó em nói là anh ơi nay em khách về trễ quá thôi em ngủ lại nhà ba nha. Cái tự nhiên hai đứa cãi lộn. Tự nhiên cái kiếm chuyện sừng sồ lên cãi lộn. Đứa nào kiếm chuyện? Ông này. Sao kiếm chuyện người ta vậy? Cái đó không phải là kiếm chuyện mà là do hồi lúc mà ở chung với em á thì Ti kiểu tính hơi càm ràm. Mà cứ càm ràm hoài, mình đâu phải chịu một ngày mình nghĩ nó xong rồi mà cứ dầm ngày này qua ngày nọ. Đó cho nên kiểu cứ càm ràm nhiều á cho nên nhưng, là em rồi anh hiểu rồi chịu. Nhưng mà tại sao vợ em lại nói là chia tay là vì lý do mập? Tại bởi vì ngay tại thời điểm đó vợ em cứ nghĩ là mập cho nên chia tay thôi, chứ vợ em không nghĩ là những thời gian trước đó là vợ em lại em khó chịu rồi. Em cứ nghĩ là do bạn bè của anh tác động vô cho nên là khiến cho hai đứa giận dỗi. Rồi em nghĩ là do cái tối hôm đó ảnh đi gặp bạn bè cho nên là thấy em mập rồi bạn bè khuyên ngăn vô ngăn cản. Tại vì ngay từ lúc đầu quen nhau mà đến khi mà gặp mặt bạn bè ảnh xong là bạn bè anh đã phản đối rồi. Đã nói là không có được rồi. Nó ra nó vô rồi đó phải không? Cho nên ngay cái lúc đó là em cứ có cái suy nghĩ đó, thành ra là thôi chia tay luôn. Lúc đó là cãi nhau xong rồi cái lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Cái em tức mình quá em nói là thôi xách ba bố về nhà chồng dọn đồ về nhà mình liền ngay trong đêm á, làm liền cái tức khách luôn. Là em mấy cái bao mà em đựng quần áo đi bán á, em đổ hết quần áo bán ra em xách cái bao không chạy về để dọn đồ. Cái rồi cái em nhìn cái trên màn hình của máy tính trên phòng của chồng em á, cái có tin nhắn của bạn là đã vui vẻ quá mai đi ăn mừng đi nọ này kia, tụi nó chia tay nhau rồi. Xong cái càng điên nữa đúng không? Còn tức thêm nữa. Nhưng mà em kèm cơn tức đó lại, cái em không dọn đồ nữa. Em chạy xuống em ôm chồng kêu là thôi mình lên ngủ đi, em mệt rồi. Coi như không có gì xảy ra hết. Rồi một tuần sau cái cãi nhau về cái vấn đề tiền bạc, rồi thêm bạn bè của anh nói ra nói vô. Rồi lúc đó mẹ em biết hai đứa sống chung vậy, mẹ em nói là
sống chung mà không có cái tờ giấy gì hết, không có quyền lợi theo này, sợ em thiệt thòi á, cái em cũng làm áp lực ảnh thêm cái vấn đề đó, xong cho nên là quyết định dọn đi luôn. Đi luôn là nhờ có cái thằng cu này nhìn mặt nó xinh dễ sợ. Em xăm á mà nhìn như sống thần động thái dễ sợ ha, thần bây thái giờ vậy chị, giờ xăm sống động lắm. Ơi nhờ nó mà coi như là hai đứa trở lại với nhau đó đúng không? Dạ, thì tụi em quay lại sau khi chia tay đó, lúc đó là quay lại một tháng sau đã quay lại rồi. Ảnh bắt chuyện trước cái quay lại với nhau rồi, mà cái ảnh nói là giờ quay lại quay nhau âm thầm nha, đừng cho ai biết hết, đừng cho bạn bè anh biết, đừng cho ba mẹ anh biết nọ này kia. Đó, cả thế giới thì biết, của em thì biết em có bồ, còn cả thế giới của ảnh là không biết ảnh có bồ. Trời ơi. Rồi bây giờ mối quan hệ của em với những người bạn của ảnh sao? Bây giờ thì cũng bình thường thôi. Giờ bình không thường. Giờ ta không chịu cũng cưới rồi. Dạ, cũng xong hết rồi đúng không? rồi em chấp nhận âm thầm vậy hả? Dạ, rồi em cũng chấp nhận vậy. Được bao lâu? Được cỡ gần một năm. Một năm luôn, một năm mới công khai. Dạ, gần một năm. Rồi chắc một năm đó là chắc cũng đã dính có ông này rồi cho dạ là... chưa luôn. Trong vòng một năm đó thì cũng chưa vấn đề gì xảy ra hết. Xong rồi tới cái lúc mà em cảm thấy là không thể âm thầm được nữa, xung quanh ảnh bắt đầu có những cái vệ tinh khó chịu. Có những tia sáng khó chịu là em đòi công khai lại. Em nói bây giờ anh không công khai thì thôi em bye bye anh luôn. Không công khai thì bye bye. Dạ. Xong rồi cái ảnh công khai lại. Công khai lại được đâu được một tháng cái tòi ra thằng nhỏ. Rồi vậy là quá hiểu rồi nha. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi, phần vui đi. Vui nhộn nha. Đó, bây giờ chị nói trước đi. Dạ. Sao Trí lấy nhau về mấy năm rồi? Hai năm rồi. Thì có những cái tật xấu nào của cô ấy nó lòi ra không? Nói về tật xấu của vợ em thì cũng chị biết nè, cầm ràm vài cái cầm ràm, đúng cầm ràm cái nhất là cầm ràm đó. Cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á, thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi, thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt, nhưng vợ em là 6:30 mới đi. Thì rồi cái nữa đó là vợ em giờ kiểu dây thun đó. Lê mê. Giờ dây thun. Dạ, đúng không? Cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn trong mọi công việc quá, kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất đẹp nhất, mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn, mình phải chuẩn bị trước đó. Dạ đúng không? Dạ đó. Thì đối với em ở thì em thấy chỉ có ba cái tính đó là em hơi khó chịu. Bây giờ còn make up đậm không? Make up giờ đỡ hơn rồi đó, rất nhiều rồi đó. Chứ đậm lắm á. Dạ. Hồi đó tao con nít mà đâu có con nít không có control được cái màu sắc đâu. Cứ thích là làm thôi à. Biết ngô nhà chị giờ chị biết mà. Ngộ lắm. Ủa, nhưng mà cô ấy có ghen không? Có, anh ghen lắm, ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á. Ồ vậy hả? Dạ. Tại sao anh hỏi câu đó không? Tại vì nãy cũng có nói đó, nên khi phát hiện nó có rất là nhiều vệ tinh xung quanh chồng ánh sáng, có những tia có những tia sáng không khó chịu á. Khó chịu cho nên không khai, cho nên anh mới hỏi em mấy câu đó. Dạ. Là tới bây giờ vẫn ghen. Tới giờ vẫn ghen anh. Lúc yêu có ghen không? Yêu ghen bạo lắm, tới giờ cưới rồi mới đỡ. Đỡ được chút thôi, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi luôn nè, gì cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra? Về mong muốn thì do là tính của em thì hơi ít nói, cho nên là em mong muốn vợ em kiểu bớt cái việc càm ràm đi. Bớt cầm ràm phải không? Dạ. Cái thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được hả? Còn cái chuyện ghen của cổ có cái câu chuyện nào mà động trời không? Vui không? Động trời động đất không? Ghen động trời. Không, mà vui thôi, vui đó. Không, tụi em chỉ dừng lại ở mức mà ghen là cãi lộn. Và cãi lộn xong thì tính của em là kiểu xong rồi, không giảng hòa, mình về với nhau, mình không có gì nói tiếp kiểu vậy. Trước khi tới phần em khui thật xấu đó, thì em có thể kể một cái chi tiết nào mà em ghen nhiều. Tại nãy em nói là thấy anh không nhớ rồi đó. Có cái lần ghen nào mà khiến em nhớ đời không? Mấy cái lần mà ảnh đi chơi, đi bời rồi gặp những cái người hồi quen nhau lúc mà con em ở chung á. Có một cái lần mà ngồi ở quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà, cái có một cô bé là bồ của cái người bạn trong nhóm ảnh luôn. Cái tự nhiên cô bé đó trước khi gặp mặt em là em nghe chồng em kể là cô bé đã nghe nói về em rồi, nên kia có ấn tượng về em các kiểu. Sao em kêu để thử gặp mặt coi làm sao. Cái lúc mà ra gặp mặt cái chào chị Thi vui vẻ lắm. Xong cái tự nhiên cô bé đó nhìn chồng em cái nói: "À, anh Chí hôm nào quay qua nhà vậy anh văn cho em nha." Rồi trong khi đó em ngồi trước mặt cô gái đó, ngồi kế bên chồng em, mà tự nhiên cô gái đó nói vậy, trời em kiểu gì vậy trời, tự nhiên sao mà tự nhiên gì kỳ cục vậy đó. Xong rồi từ cái hôm đó về là em có ác cảm với cô gái luôn. Tới mãi sau này đôi lúc vô tình chồng em gặp lại cô gái đó là em sẽ chiến tranh lạnh với ổng. Ê nó nghe nè, ghen nhưng mà có hay lục cái kiểm soát mấy cái đời tư của em không, những cái trang cá nhân của em không? Hồi đó thì có kiểm soát, nhưng mà tới bây giờ thì do là tụi em cưới nhau rồi, với lại em cũng chả có gì để mà giấu nữa, cho nên là tụi em cũng chẳng gì để mà kiểm soát em nữa.
Em có kiểm soát điện thoại của ổng không? Hôm nào mà có cái dịp gì đó vui vui, ổng uống rượu uống bia xong cái ổng ngủ về em coi thôi. Có phát hiện ra được điều gì không? Lâu lâu phát hiện ổng xóa tin nhắn. Rồi em có hỏi không? Dạ có. Rồi ổng trả lời sao? Anh không nhớ, anh không biết, không biết, không có gì hết. Gì vậy? Anh không có xóa, tưởng nó vậy. Facebook dạo này nó kỳ quá. Đổ thừa Facebook đúng không? Rồi nó nghe nè, có khi nào ngồi coi một cái phim ngắn hay là một cái clip nào đó rồi cái liên tưởng đến mình là nhân vật ở trong đó không? Hay là ảnh là nhân vật trong đó không? Trời vậy bị bệnh luôn anh. Sao đâu kể chứ. Cứ lâu lâu hễ coi mấy cái drama trên Facebook nè, hay là mấy cái chích cảnh trong mấy cái phim nào có vụ đó, thế là về em lại liên tưởng là em ABC gì đó bên ngoài nữa. Thế là phải hỏi anh ở đâu, anh đang làm gì, tối nay về ăn cơm gì. Vậy là bị thêm cái tật gọi là tật suy diễn. Suy diễn dẫn đến ghen. Rồi giờ tới em đó, tật xấu của ông là gì? Lúc quen nhau thì lúc mà khoảng thời gian tụi em sống thử thì không, anh không có ngủ ngáy. Mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy. Ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn. Hay do cơ địa, lúc đó ốm hay là sao? Em cũng chả rõ nữa, em hỏi ổng thì ổng bảo anh không biết. Tại ngủ lúc mà ngủ mình á, lúc mà chưa cưới đó, thực ra là chưa có ngon, ngủ chưa ngon. Giờ cưới xong mà ngủ đúng ngon. Rồi. Đúng rồi. Không, nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy. Ngủ không ngáy, ngủ rất là êm luôn. Nếu vậy là do không phải, nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi. Cái lúc đó thôi, cái đó thì mình đừng xếp cho tật xấu, tại vì cái đó là người ta cũng không mong muốn điều đó, nhưng bây giờ phải chịu thôi. Đó. Rồi thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất, rất là gọn gàng luôn. Đâu rồi đó. Dạ. Nhưng ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên, tung tóe hết lên. Tức là ông chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ của ông thôi. Dạ. Đúng không? Cái nơi mà ông gọi là, anh gọi là kiếm ra tiền là rất là tươm tất sạch sẽ. Bừa bộn cục bộ em ơi. Nhân dụng từ chính xác. Bừa bộn mà cục bộ. Dạ. Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao ông kiếm tiền được rồi, đúng không? Dạ. Rồi ông có ghen không? Đó. Có ghen không? Dạ có. Ông nói em ghen quá mà ông là. Thì vậy là hai chồng ghen qua ghen lại. Dạ. Ghen sao? Hồi trước thì em đi đâu cũng dễ dàng thoải mái hết. Còn từ khi mà sau khi em sanh xong á, cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn. Không tập gym không gì hết. Cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn. Là ghen... sao? Tại vì lúc đó nhìn thấy cũng như là người phọt đẹp, cái đâu có là ghen đúng không? Dạ. Xong rồi chồng em nói em mua đồ, khi mà mình giảm cân rồi, cái niềm vui của phụ nữ mà giảm cân rồi là chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi. Tới là em mua đồ hở vai, hở này, hở nọ, váy ngắn các thứ. Lại bảo là em đi đâu, làm gì, đi làm mà ăn bận vậy đó hả? Đi chơi với bạn mà vậy đó hả? Đi ra đường cho trai nó dòm hay gì? Rồi sao rồi? Cất đồ luôn hả? Dạ xong rồi, cái sau này thì em muốn mua quần áo, em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream em chụp màn hình lại, cái em báo cáo là em mua đồ này được không? Cái ok em mua được thì em được, em mua. Còn... phải hỏi ý kiến của ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm. Đúng không? Tới bây giờ vẫn vậy luôn. Là sau này là bắt đầu như vậy. Mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa. Dạ. Khi mà người ta mới bắt đầu phọt đẹp. Phọt đẹp người ta mới mặc đồ hở. Thì bắt đầu mới ghen. Dạ. Cũng thuận theo tự nhiên mà em. Đâu gì trái tự nhiên đâu. Rồi giờ mong muốn Trí thay đổi điều gì thì? Em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu. Chỉ có mấy cái mà đừng có... sao ta? Em không có diễn tả sao hết. Nhưng mà đôi lúc chồng em cứ... làm quá mọi thứ lên, kiểu như là tự biên tự dĩ xong rồi tự đau lòng. Tự biên tự dĩ tự đau lòng. Dạ, cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia, nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia kẹt khó khăn, anh cũng tự trách bản thân mình, cái gì cũng tự trách mình hết á. Em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy. Có gì cứ nói chuyện với vợ, chia sẻ vợ đúng không? Dạ. Tức là sao, giống như một có một cái sự cố gì ở trong nhà hay là cái gì á là tự cho là lỗi của bản thân hả? Dạ. Ví dụ đâu, ví dụ cụ thể coi chưa hiểu rồi nha. Dạ giống như dịch bệnh như vậy nè, khó khăn nọ này kia xong rồi cái kẹt tiền rồi gì đó đó, tại vì cả hai người đều mất việc xong rồi cái chồng em lại tự trách bản thân là tại vì anh thế này, tại vì anh không đủ khả năng thế này, không đủ khả năng thế kia, anh buồn anh rầu, tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy. Chồng tự trách tự đau buồn. Nghe mình cũng thấy đau lòng đúng không? Dạ. Xong em nói là thì thôi giờ tình hình chung mà ai chào cũng vậy thì thôi kệ đi anh ơi, sau này mình làm lại mấy hồi. Là mong muốn ổng, cứ mong muốn ổng là cái đó đó phải không? Dạ. Là đừng có tự nhận và nhận lỗi của bản thân mình vô bản thân mình nữa. Em may mắn em gặp cô này cũng còn động viên em.
Chứ gặp bà vợ bà cũng bi lị nữa, chắc nữa hai chồng. Hai vợ chồng ngồi than á. Ngồi than, thằng nhỏ 2 tuổi ngồi đây, ngồi nghe. Lỗi của ba. Lỗi của mẹ. Không, lỗi của mẹ. Thằng nhỏ bí luôn. Rồi, nói chung là sao ta? Hai đứa đều có một cái một cái cần phải sửa. Là giống như là vợ em mong muốn em điều đó là đúng á, biết sao. Cái dịch bệnh á nó ngộ lắm. Nó tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan á, hơi tiêu cực không? Đúng. Cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan vậy, nó là cả thế giới rồi. Dạ, chứ không phải là riêng gì đất nước mình. Dạ. Cho nên cứ vô tư đi, cứ vui vẻ đi. Kệ nó, coi như sống chung với lũ đi thì tự động mình đừng nghĩ tới nó, quên nó đi. Đó, mọi thứ luôn chứ không phải riêng về dịch bệnh hay là cái gì. Công việc cũng vậy, nhiều khi không có tiền cũng vậy, các thứ này bỏ đi. Nha, đừng có suy nghĩ nữa. Dạ em rõ rồi. Đó, còn em á thì cái vụ ghen, cái gì của mình là của mình, đúng không? Cái gì của mình nó sẽ là của mình, không thể nào của người khác được. Tại vì em cứ sợ cứ mấy cái drama trên Facebook đó, cái clip ngắn đó, người ta cứ kiểu là chồng bỏ vợ bỏ con, xong mấy cái em ngồi em suy nghĩ đó, tiêu cực đó. Bởi vậy cũng tiêu cực nữa đó, hai đứa đều bị tiêu cực cái đó, bỏ. Không có suy nghĩ cái gì. Chị đã nói cái gì của mình nó sẽ là của mình. Bởi vì thôi cũng né coi phim bộ Hàn Quốc đi, vậy không á, thấy ông đàn ông nào cũng ngoại tình hết trơn trọi, mà đủ thứ để ngoại tình luôn á, riết cái mình bị lậm á, đừng có coi. Nhưng mà mình coi với một nhưng cái tâm mà lý đôi đó. Lúc á cái chồng em đổi á, chồng em kêu là thôi em coi phim tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng xíu đi, cái em cũng coi xong cái em thấy cũng thấy nữa, vợ chồng người ta vui vẻ, người ta cũng hạnh phúc, chồng lãng mạn anh này kia, cái em lại tủi thân. Trời, em mua tài khoản Netflix cho để coi phim khác nhưng mà trời vẫn ơi, lửa đó. Coi con mực đi. Dạ, coi cái đó là tụi em mới coi 2-3 lần cái phim đó. Rồi thôi, nói chung là bớt lại, cứ suy nghĩ những cái gì đó tích cực là coi những cái phim vui đó, coi những cái tính nhỏ hàng xíu à. Suy nghĩ ba cái đó làm gì cho nó mệt. Còn bực quá đó, giở cái tay lên nhìn vô mặt ổng là thấy vui liền. Đó, ổng kìa. Nghe, rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha.